Dàn sao Việt dự lễ cưới con gái của Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ nhân dân Thành Lộc, vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình cùng nhiều nghệ sĩ khác đã có mặt chúc mừng hạnh phúc diễn viên Mai Ca, con gái đầu của danh ca Kim Tử Long. Tối ngày 19 tháng 5, lễ cưới con gái nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên Mai Ca diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô dâu và chú rể thay hai trang phục trong ngày vui. Thời điểm đón tiếp người thân, bạn bè, Mai Ca cùng chồng chọn trang phục áo dài truyền thống. Sau đó, hai người thay đổi trang phục khi tiến vào sân khấu chính. Mai Ca là con gái nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ trước. Cô sinh năm 1988 và cũng theo đuổi nghệ thuật giống cha. Trước đây, Kim Tử Long nhiều lần ngăn cản con gái Mai Ca nối nghiệp cha vì sợ những cạm bẫy và áp lực trong ngành. Nhưng sau cùng, anh cũng ủng hộ con khi cô quyết tâm theo học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Hai cha con từng xuất hiện chung trong chương trình Làng Hài Mở Hội. Kim Tử Long là giám khảo chương trình bên cạnh Việt Hương, Chí Tài và Trấn Thành. Kim Tử Long không giấu niềm xúc động trong ngày vui của con gái. Anh cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu làm xui. Theo nghệ sĩ Lưu Hoàng Gia Bảo, hai người vợ của Kim Tử Long cũng có mặt trong ngày vui Mai Ca. Mẹ ruột cô đứng trên sân khấu để lo liệu mọi chuyện cho con. Trong khi đó, nghệ sĩ Trinh Trinh, người vợ hiện tại của Kim Tử Long, đón tiếp khách mời ở phía sau. Nghệ sĩ Trinh Trinh chụp ảnh cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vũ Linh và Kim Tử Long là bạn diễn chung trong nhiều tác phẩm cải lương trong giai đoạn Hoàng Kim vào thập niên năm 1990. Nghệ sĩ Kim Tử Long và con gái cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên Vũ Linh. Không giống như đồng nghiệp, Vũ Linh có đời tư kín tiếng, nghệ sĩ chưa kết hôn và chỉ nhận con nuôi. Nghệ sĩ nhân dân Thành Lộc chúc mừng hạnh phúc Mai Ca, cô nghệ sĩ trẻ của sân khấu kịch. Ca sĩ tình đầu tình cuối, Tường Bảo gọi Kim Tử Long là cậu. Danh hài Minh Nhí xuất hiện chớp nhoáng trong tiệc cưới. Vợ chồng diễn viên Thanh Bình Ngọc Lan ngồi cùng bàn tiệc với diễn viên Phi Phụng Hữu Quốc. Ngọc Lan nổi bật trong bộ đầm ren khi sánh đôi bên chồng đến dự cưới. Cô dâu chú rể chụp ảnh cùng gia đình, dù là mẹ kế con chồng, nhưng Mai Ca và nghệ sĩ Trinh Trinh có mối quan hệ rất thân thiết. Bạch Long cũng dân dã trong ngày vui con gái Kim Tử Long. Nhiều nghệ sĩ sân khấu kịch Hồng Vân cũng có mặt chúc mừng hạnh phúc cô bắp. Chồng Mai Ca là người ngoài ngành giải trí, hai người hẹn hò một năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Thì ra đây chính là nơi tổ chức lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương. Nhìn bên trên đúng là xanh điệu, nhưng đưa mắt xuống dưới thì nhiều người cảm thấy không thể hiểu nổi cặp đôi này. Theo thông tin được biết, Trường Giang và Nhã Phương sẽ tổ chức hôn lễ vào 25 tháng 5 sắp tới. Địa điểm được cặp đôi bật mí sẽ là ở bãi biển. Còn theo thông tin từ bạn thân của Nhã Phương thì cả hai sẽ tổ chức đính hôn vào ngày 20 tháng 5, tức là ngày kia. Mới đây, trên một trang Facebook của fan Trường Giang đã chia sẻ hình ảnh cặp đôi ở sân bay Phú Quốc. Cả hai mặc đồ đôi áo trắng, quần sọt giản dị, đeo kính và đội mũ khá ngầu. Tuy nhiên, lúc nhìn xuống chân thì ai cũng tá hỏa, thì cả hai đều đi dép tổ ong. Đây là đôi dép huyền thoại của Trường Giang, anh đã sử dụng rất nhiều lần, kể cả lúc ở quán hay lên sân khấu. Ngày 20 là cả hai tổ chức đính hôn, cách đây ít giờ cặp đôi đã có mặt ở Phú Quốc. Ai cũng tá hỏa khi nhìn xuống phía chân của cặp đôi này. Ai nhìn thấy cũng phải bình luận trước sự khó đỡ này. Dép tổ ong giống như một phụ kiện ruột của Trường Giang, anh thường xuyên đi, dù xuất hiện ở đâu, lần này còn lôi kéo cả Nhã Phương nữa. Trước hình ảnh này, nhiều người đoán rằng Trường Giang và Nhã Phương về Phú Quốc để chuẩn bị tổ chức đính hôn ở đây. Bởi trước đó cả hai chỉ bật mí chung chung là tổ chức ở bãi biển, chưa rõ tỉnh nào. Hơn nữa cặp đôi đã chụp ảnh cưới ở chính Phú Quốc, ngoài ra Trường Giang còn mới tậu biệt thự 15 tỷ ở đúng nơi này. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng lễ đính hôn và kết hôn sẽ đều được tổ chức ở Phú Quốc. Trước đó, ảnh cưới của cặp đôi trong một dự án nghệ thuật được tiết lộ, Trường Giang còn mới tậu nhà 15 tỷ ở Phú Quốc. Cặp đôi cũng đã chụp ảnh cưới xong xuôi ở Phú Quốc rồi, còn đây là hình ảnh cưới của Nhã Phương trong phim Tuổi Thanh Xuân. Bị chê không xứng danh nghệ sĩ, Hồ Ngọc Hà đáp trả thẳng thừng. Trước một nguồn tin cho rằng Hồ Ngọc Hà không xứng danh nghệ sĩ, cô đã đanh thép bày tỏ quan điểm của mình. Khi đọc được một bài viết bày tỏ quan điểm về việc Hà Hồ có xứng danh với nghệ sĩ, một fan ruột của cô đã bức xúc chia sẻ lên trang cá nhân với thái độ bất bình. Người này cho rằng tác giả bài viết đang cố tình dập và hạ bệ Hồ Ngọc Hà. Sự việc càng trở nên ồn ào và gây chú ý hơn
khi Hồ Ngọc Hà đã để lại một dòng comment cứng rắn bày tỏ quan điểm của cô. Khen phải có lý, chê phải đủ sắc mới đáng quan tâm, còn không thì cũng chỉ là vớ vẩn thôi em, quan tâm làm gì. Dạo gần đây, Hà Hồ liên tục dính nhiều scandal ầm ĩ nhưng cô vẫn bình tĩnh vượt qua. Hồ Ngọc Hà được nhiều người biết đến với danh xưng nữ hoàng giải trí. Ngoài những thành công trong sự nghiệp, thì cô liên tiếp gặp phải những vụ scandal ầm ĩ. Chính vì vậy, việc đối đầu trước những lời chê và tin đồn đã quá quen thuộc với người đẹp. Người đứng sau khối tài sản triệu đô của Lý Nhã Kỳ. Cho đến nay, sự giàu có bất ngờ của Lý Nhã Kỳ vốn là một diễn viên với vài vai diễn vẫn là điều bí ẩn đối với dư luận. Không hoạt động nhiều với các dự án giải trí, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn khiến nhiều khán giả tò mò về khối gia sản khủng nhất showbiz của mình. Khán giả vẫn thấy Lý Nhã Kỳ với mối quan hệ cùng các tỷ phú đình đám ở nhiều quốc gia trên thế giới, từ Hồng Kông, Trung Quốc cho đến Pháp, Ý, và gia thế các mối quan hệ gia đình Lý Nhã Kỳ cũng chính là câu trả lời cho khối tài sản của cô. Người mẹ nuôi đầu tiên mà Lý Nhã Kỳ công bố năm 2009 là bà Alice Chiêu, chủ tịch tập đoàn, đồng thời là chủ tịch quỹ từ thiện quốc tế Sinhok. Lý Nhã Kỳ chính thức được bầu là phó chủ tịch quỹ Sinhok. Người mẹ nuôi thứ hai của cô Kỳ là bà Madam Wong, chủ tịch tập đoàn Kim Cương nổi tiếng Hồng Kông. Chính vì thế Lý Nhã Kỳ cũng trở thành chủ nhãn hàng là gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam. Anh nuôi Lý Nhã Kỳ là tỷ phú Sophie Hill. Sophie Hill được xem là ông vua ngọc thế giới, người đã sáng lập ra viện bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích tháng 8 2009. Anh nuôi thứ hai thuộc giới trung lưu của Philippines là ông Travis Simpson. Ông đang giữ chức thống đốc bang Vingan, kiêm cố an ninh chính phủ. Người chị kết nghĩa của Lý Nhã Kỳ là quản lý ở đài truyền hình Hồng Kông TVB và quản lý trong tay khoảng 700 nghệ sĩ. Thêm vào đó, mối quan hệ với hàng loạt tỷ phú cũng là lý do Lý Nhã Kỳ có cơ hội học hỏi phương thức kinh doanh và sự hậu thuẫn từ những người giàu có. Thường xuyên gặp gỡ và bày tỏ tình cảm gắn bó với các tỷ phú. Sự giàu có, khối tài sản kích xù và hàng loạt mối quan hệ với giới thượng lưu có thể nói đó là chìa khóa cho khối tài sản của Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, vì sao mà cô có được những mối quan hệ khiến người khác ghen tị vẫn là câu hỏi khiến nhiều người tò mò. Lan Ngọc bị khủng bố Facebook vì tin đồn tranh vai với Phương Trinh. Hàng loạt anti-fan sử dụng nick ảo để bày tỏ phản đối, tẩy chay Lan Ngọc sau khi tin đồn tranh vai nữ chính rộ lên. Thông tin Angela Phương Trinh rút khỏi dự án phim Mối tình đầu của tôi, phiên bản Việt hóa của SeaWorld Freddy, sau 3 tháng đồng hành quảng bá bộ phim khiến nhiều người bất ngờ. Cùng lúc này, nhà sản xuất cũng công bố dàn diễn viên của bộ phim, trong đó Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính. Điều này khiến tin đồn nàng cám tranh vai của bà mẹ nhí rộ lên. Dù không có bằng chứng, nhiều người vẫn khẳng định chắc chắn việc Lan Ngọc không tham gia casting phim, chen ngang vào vị trí vốn dành cho Phương Trinh. Trên Facebook của nữ diễn viên tấm cám, nhiều nick ảo của anti-fan để lại những lời bình luận kiếm nhã, tuyên bố sẽ tẩy chay Lan Ngọc cũng như mối tình đầu của tôi sau vụ việc này. Trước tin đồn có vấn đề trong khâu tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện giật vai. Ngay từ đầu, Angela Phương Trinh đã được hai đạo diễn Trần Bảo Nhân và Nam Sito hướng đến vai nữ thứ, cô bạn thân xinh đẹp sang chảnh của nữ chính. Việc Angela Phương Trinh bất ngờ rút lui không phải vì Lan Ngọc chen ngang, mà vì một số điều không thỏa thuận được với ekip phim. Nhà sản xuất cũng cho biết Lan Ngọc có tham gia tuyển chọn nam chính, chứ không phải hoàn toàn vắng mặt ở các khâu PR phim như tin đồn. Đạo diễn Bảo Nhân tung bằng chứng tin nhắn cho thấy, từ hôm 23 tháng 3, trước khi họp báo công bố dự án phim một tuần, Lan Ngọc đã được chốt vai nữ chính. Trong buổi họp báo chỉ xuất hiện Phương Trinh là vì nhà sản xuất muốn giữ bí mật của bộ phim đến phút chót. Các em nhỏ ơi, các em nên lịch sự nhé. Các em chưa biết gì đừng nên hỗn hào. Các em xem ngày 30 tháng 3 công bố dự án, thì trước đó và chính thức đến ngày 23 tháng 3, diễn viên Lan Ngọc đã làm việc cùng ekip với vai An Chi là vai Hy Jin đấy. Cho nên, không có chuyện như các em đang PR dùm kẻ xấu đâu em nhé. Anh nghĩ khi các em nhỏ đọc và hiểu được thông tin bên dưới, thì các bạn tự hiểu mình đã đúng hay sai. Hiện tại, Lan Ngọc vẫn giữ im lặng và chưa muốn lên tiếng về tin đồn này.